người dân Palestine cho biết hỏa lực dữ dội bắn xuống từ trên không và xe tăng hoành hành khắp Khan Yunis, một phần phía nam của Gaza, và xung quanh hai bệnh viện chính ở đó đã trở thành tâm điểm trong cuộc tấn công trên bộ của Israel chống lại Hamas. Israel đã phát động cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ khi Hamas kiểm soát Gaza tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, làm 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 240 con tin. Cơ quan y tế Gaza cho biết cuộc tấn công của Israel ở Gaza đã làm 26.257 người Palestine thiệt mạng và gần 65.000 người bị thương, trong đó có 174 người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Phần lớn trong số 2,3 triệu dân ở khu vực này đã phải đi sơ tán. Tổng giám đốc Viện Xuất khẩu và Thương mại Quốc tế Macro Forigon cho biết, ở cuộc tấn công này, Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo thay vì máy bay không người lái trong những lần trước. Điều này cho thấy Houthi đã mở rộng các phương tiện tấn công. Lực lượng Houthi đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu bè trên biển kể từ ngày 19 tháng 11 để đáp trả các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào các tàu container di chuyển qua Biển Đỏ, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu và buộc các công ty vận tải quốc tế phải định lại tuyến đường thương mại giữa châu Âu và châu Á quanh châu Phi, làm tăng thêm thời gian và chi phí. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, cuộc tập trận bao gồm các nội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị, kết hợp với xe tăng, công binh, bộ binh và pháo binh. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở biên giới phía Bắc, cũng như khẳng định cuộc tập trận là hoạt động chuẩn bị cho binh sĩ chiến đấu ở các khu vực đô thị đông dân cư trong điều kiện thời tiết mùa đông và ở địa hình phía Bắc. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Gaza vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng khi quân đội Israel vẫn đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại thành phố Khan Yunis ở phía nam dải Gaza. Theo người dân Palestine, phía Israel đã không kích và nã đạn pháo dữ dội vào khu vực này cũng như hai bệnh viện lớn tại đây. Nhiều người dân đã phải sơ tán xuống phía nam theo yêu cầu của quân đội Israel. Mỹ và Iraq đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về việc chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq Mohamed Sia al-Sudani cho biết, cuộc họp diễn ra tại Baghdad nhằm khởi động vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iraq về chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế với sự tham dự của các sĩ quan quân đội cấp cao của Iraq và các quan chức Mỹ. Theo thỏa thuận với Iraq, Mỹ sẽ thành lập một ủy ban quân sự cấp cao để thảo luận về vấn đề này. Iraq cho biết ủy ban sẽ đánh giá mối quan hệ liên tục đối với Iraq, cũng như kế hoạch tăng cường an ninh và đánh giá khả năng của lực lượng an ninh Iraq nhằm xây dựng thời gian rõ ràng cho việc giảm dần số cố vấn của Liên minh quốc tế ở Iraq và kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ trực thuộc Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 1 đã ra phán quyết yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại dải Gaza. Phán quyết cũng kêu gọi Israel khẩn trương có những bước đi nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại Gaza. Phán quyết trên được đưa ra sau khi Nam Phi vào tháng 12 năm 2023 đã đệ đơn lên ICJ kiện Israel vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại dải Gaza. Phán quyết của ICJ đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo này còn nhấn mạnh, Israel sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và đảm bảo an toàn cho dân thường tại Gaza. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, sáng nay Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ở khu vực biển phía đông gần thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ hai của Triều Tiên từ đầu năm đến nay, sau khi nước này phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược về phía biển Hoàng Hải 4 ngày trước. Hiện vẫn chưa rõ loại và số lượng tên lửa hành trình trong vụ phóng kể trên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các thông số kỹ thuật chi tiết của vụ phóng tên lửa. Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden cho biết, Thượng viện đang thảo luận một loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để đảm bảo an ninh biên giới. Tuyên bố của ông Biden là nỗ lực nhằm cứu vãn một thỏa thuận biên giới của lưỡng đảng đang trên bờ vực sụp đổ. Thỏa thuận này gắn kèm những cải cách về nhập cư với điều kiện viện trợ cho Ukraine và Israel. Nguyên nhân phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tới nay chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới. Hôm 23 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire, củng cố thêm vị thế người dẫn đầu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm nay. Dự kiến cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra ở bang Nam Carolina vào ngày 24 tháng 2. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ thu hút sự chú ý của dư luận khi các cuộc thăm dò sớm ở cấp bang cho thấy
Ông Trump dẫn trước đối thủ là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, bất chấp việc Nam Carolina là bang quê nhà của bà Haley. Về phần Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhóm vận động bầu cử của ông đã chính thức chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử sang ứng phó với ông Trump, trong đó tập trung vào các quan điểm của ông Trump về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, cũng như việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao gây tranh cãi. Chính quyền Saint Petersburg cho biết trên 230 hoạt động được tổ chức để kỷ niệm sự kiện đầy mất mát, đau thương, song là biểu tượng khát vọng sống và bản lĩnh bảo vệ quê hương này. Người đứng đầu thành phố Alexander Beklop cho biết số lượng đông đảo khách dự lễ cho thấy chiến công của quân và dân thành phố trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đã không bị lãng quên và được kính trọng trên toàn thế giới. Ông khẳng định chính tình cảm đó đang đoàn kết mọi người và kêu gọi giữ gìn và củng cố các giá trị nhân văn phổ quát. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đến Saint Petersburg từ chuyến công du Kaliningrad để chúc mừng thành phố. Tại đây, ông nhấn mạnh ký ức về sự kiện lịch sử này là thần thánh và nêu bật tấm gương về lòng yêu nước của người dân thành phố bị phong tỏa Leningrad. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khánh thành Đài Tưởng niệm Thế chiến thứ hai. Đài tưởng niệm được khánh thành vào thời điểm Nga kỷ niệm 80 năm ngày phá bỏ bao vây thành phố Leningrad. Tuần qua, máy bay vận tải Ilyushin IL-76 của Nga với kiếp lái 6 người, chở 65 tù binh Ukraine cùng 3 người hộ tống đã bị rơi tại tỉnh Belgorod, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau trong vụ việc. Nga cáo buộc lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ chiếc Ilyushin IL-76. Trong khi đó, phía Ukraine không phủ nhận hoặc xác nhận trách nhiệm trong vụ việc. Nhưng Kiev đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đã cảnh báo về chiếc máy bay chở tù binh Ukraine sẽ bay qua khu vực Belgorod vào thời điểm đó. Cơ quan an ninh Ukraine đã mở vụ án hình sự về vụ việc. Nga kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ rơi máy bay. Trong cuộc bầu cử của Phần Lan lần này, có 9 ứng cử viên tham gia tranh cử. Đáng chú ý là các ứng cử viên này, nếu được bầu, đều hứa hẹn lập trường cứng rắn với Nga. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, cựu Thủ tướng Alexander Stubb, 55 tuổi, và cựu Ngoại trưởng Pekka Haavisto, 65 tuổi, là những ứng cử viên hàng đầu. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, cuộc bầu cử sẽ phải bước vào vòng 2 diễn ra vào tháng 2. Không giống như hầu hết các nước châu Âu, Hiến pháp Phần Lan quy định Tổng thống nắm quyền hành pháp trong việc xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh. Tổng thống quyết định các vấn đề an ninh cùng với chính phủ, bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên nội các, ký ban hành các luật. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Bangkok, Thái Lan. Tại đây, hai bên đã có những trao đổi chiến lược thẳng thắn, thực chất và hiệu quả về việc thực hiện sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được tại cuộc gặp ở San Francisco, cũng như về việc xử lý đúng đắn các vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Năm nay, Mỹ và Trung Quốc kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết hai nước nên tận dụng cơ hội này để tăng cường quan hệ, rút ra bài học đối xử bình đẳng với nhau. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cùng thực hiện đồng thuận San Francisco, khẳng định hai nguyên thủ quốc gia sẽ duy trì liên lạc thường xuyên và đưa ra định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi các cấp trên mọi lĩnh vực, sử dụng hiệu quả các kênh liên lạc, chiến lược hiện có và tiến hành một loạt các cuộc đối thoại, tham vấn trong các lĩnh vực ngoại giao, quân sự, kinh tế, tài chính, thương mại và biến đổi khí hậu. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến Trung Đông, Ukraine, bán đảo Triều Tiên và Biển Đông. Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên KCNA cho biết, phái đoàn ngoại giao Trung Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông dẫn đầu đã tới thủ đô Bình Nhưỡng. Chuyến thăm Triều Tiên của ông Tôn Vệ Đông tiếp theo sau chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Park Myung-ho tới Trung Quốc diễn ra vào tháng 12 năm 2023 cho thấy Trung Quốc và Triều Tiên không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt là khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thời gian ở thăm Bình Nhưỡng, ông Tôn Vệ Đông sẽ gặp các quan chức Triều Tiên để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương. Ông cũng có thể tới chào xã giao Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Triều Tiên. Triều Tiên đã mở cửa một phần biên giới vào năm 2023 sau thời gian dài đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Triều Tiên cũng đã nối lại các chuyến bay giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2023.
Xuân vận là đợt cao điểm đi lại thường niên của Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán kéo dài tới 40 ngày và thường được coi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê, trong ngày xuân vận đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 189 triệu lượt di chuyển, tăng tới gần 20% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Theo giới chức Trung Quốc, lượng hành khách sử dụng dịch vụ hàng không có mức tăng mạnh nhất 111,8%. Đợt xuân vận năm nay dự kiến sẽ ghi nhận tới 8 tỷ lượt đi lại của người dân Trung Quốc, với trung bình 12 triệu lượt hành khách mỗi ngày và khoảng 480 triệu lượt trong đợt cao điểm. Đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc kéo dài trong 8 ngày, từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 2, nhiều hơn một ngày so với thường lệ. Nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg đã tham dự một cuộc tuần hành ở phía nam London để phản đối đề xuất mở rộng các chuyến bay phản lực tư nhân. Sân bay đã nộp đơn xin tăng giới hạn chuyến bay từ 50.000 lên 70.000 chuyến bay mỗi năm. Trước sự thất vọng của nhiều nhóm về môi trường, những người biểu tình giơ cao pano kêu gọi chấm dứt ô nhiễm không khí. Tất cả các máy bay phản lực tư nhân, sân bay Farnborough là sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu, đồng thời là nơi tổ chức triển lãm hàng không quốc tế 2 năm một lần.